Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Select Filter and Event Listener. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về Select Filter trước. Select Filter thì filter có nghĩa là bộ lọc ấy. Mình hiểu đó là bộ lọc. Vậy Select Filter tức là bộ lọc này để làm gì? Thì thông thường cái Select Filter này thường được sử dụng để xử lý, gọi là pre-processing, tiền xử lý hay xử lý các cái ứng dụng web, các cái request, nhưng mà nó sẽ xử lý trước khi chuyển sang thực thi trên một cái servlet, hoặc là sau khi xử lý trên servlet xong nó trả lại thì nó cũng lại đi qua cái filter này. Đó. Tức là qua cái bộ lọc. Như vậy là trước khi chúng ta chuyển dữ liệu đến một cái servlet để xử lý thì cái dữ liệu đấy sẽ được qua cái bộ filter này để nó thực hiện một vài cái tiền xử lý. Sau khi xử lý xong thì nó lại qua các bộ filter để thực hiện lại một vài cái xử lý sau đó và trả về cho phía client. Đấy. Thế thì như vậy là gì? Chúng ta cũng sẽ có một vài các cái chức năng đặc biệt đấy, được sử dụng, được đưa ra từ khi có Servlet 2.3. Thì đấy chính là cái filter này. Filter này. Thì khi mà Servlet container gọi một phương thức trong Servlet thì như bình thường trước đây chúng ta làm ấy, thì là nó gọi thẳng luôn vào cái servlet thôi. Thì bây giờ client HTTP request client này sẽ được gửi và mặc định sẽ truyền thẳng trực tiếp đến servlet. Đấy là trước đây. Và cái response đó sẽ được servlet tạo ra và trả trực tiếp về cho client. Đó. Tức là lúc mà chưa có filter thì nó là như vậy. Và như vậy dẫn đến là gì? Cái nội dung của chúng ta, không được chỉnh sửa gì bởi container. Đấy. Và trong nhiều ngữ cảnh, trong nhiều tình huống thì cái servlet này xử lý cái request và generate response trả về cho ứng dụng theo yêu cầu. Đấy là cái bình thường. Nhưng trong nhiều trường hợp khi chúng ta muốn là gì? Nhận cái request và chúng ta muốn xử lý trước đó một vài cái tác vụ nào đấy thì lúc này nó sẽ làm cho cái dữ liệu của chúng ta được tinh chỉnh hơn trước khi gửi đến cái servlet để xử lý. Hoặc đôi khi chúng ta cũng có thể modify sau khi mà nó respond từ servlet về. Mục đích là để làm cho nó phù hợp với các cái client. Phù hợp với client để có thể hiển thị. Thì một trong những cái ví dụ của cái việc này đó là gì? Khi người dùng chúng ta nhập dữ liệu vào một form và chuyển dữ liệu đến servlet thì trước khi mà servlet xử lý thì chúng ta nên validate cái dữ liệu đấy, xem cái format của nó, cái định dạng của nó và tất cả mọi thứ nó đã đảm bảo hay chưa. Đó, đấy là một. Thứ hai, ví dụ từ người dùng có thể gửi đến servlet thì trước khi chuyển đến servlet chúng ta lock lại cái thông tin của người dùng. À, ông này vào cái đang gửi request đến đâu, vào cái thời điểm nào. Hoặc cái dữ liệu chúng ta chuyển đến trước khi gửi đến servlet chúng ta thực hiện mã hóa encrypt. Đấy. Hoặc là chúng ta thực hiện nén dữ liệu. Đấy. Rất nhiều những cái vấn đề, rất nhiều những cái tình huống mà chúng ta phải sử dụng đến là xử lý lọc cái dữ liệu thô ban đầu trước khi cho vào servlet để xử lý. Thì đây là một ví dụ về mã hóa. Servlet là một tập các cái servlet trong ứng dụng. Và như vậy nó tạo ra response data là sensitive, tức là đến cái phía client, mà client của chúng ta thì chưa biết được là cái gì. Có thể là trên trình duyệt này, trên trình duyệt kia, hay là có thể là trên cái thiết bị này, trên thiết bị khác. Đó. Như vậy là gì? Thay vì chúng ta chuyển ra cái mạng bằng một cái clear text form thì chúng ta nên có thực hiện mã hóa dữ liệu để đảm bảo cái dữ liệu của chúng ta ra ngoài không bị xâm phạm. Như vậy là khi mà chúng ta kết nối với lại các cái giao thức mà non-secure, tức là không an toàn như là HTTP thì cái filter này cần là gì? Mã hóa cái response dữ liệu trước khi chuyển ra được mã hóa. Và tất nhiên client phải có khả năng gì? Encrypt, đúng không? Nếu mà anh mã hóa thì anh client phải có khả năng gì? Giải mã, tức là chúng ta thiết kế xây dựng ra cái frontend, mà cái frontend và cái backend đấy phải có một cái
tập nào đó nhận thức chung về việc mã hóa và giải mã. Và trong các cái tình huống chung ấy thì chúng ta có thể áp dụng cái filter cho việc là pre-processing hoặc cho việc là post-processing, tức là xử lý trước và xử lý sau khi request chuyển đến cái servlet. Và như vậy ở đây nó có thể thực hiện cho một nhóm servlet chứ không phải chỉ một servlet đơn, tức là một filter có thể thực hiện cho một nhóm servlet chứ không chỉ có một servlet. Điều đó chúng ta cần phải modify cái request và response trên một cái servlet. Chúng ta có nghĩa là chúng ta cần phải tạo ra một cái filter, và filter này nó luôn luôn thường trực ở trước servlet, luôn luôn thường trực ở trước servlet. Và như vậy nó đón nhận tất cả các request, đón nhận các request giống như là gì, tại một cái đơn vị hành chính nào đó người ta có cổng thì người ta thêm một ông bảo vệ ở cổng, và như vậy tất cả những ai ra vào cơ quan đấy thì đều phải qua cái ông bảo vệ sẽ kiểm tra toàn bộ các cái giấy tờ, nếu được cho phép thì mới được vào cơ quan. Thì đấy chính là một cái bộ filter. Nếu như chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng ra nhiều tầng filter để đảm bảo cho hệ thống được an toàn, đảm bảo cho hệ thống được tốt nhất, thì chúng ta có thể tạo ra các cái filter, filter trước khi đến servlet xử lý. Như vậy các bạn chú ý, filter không phải là servlet nhé, nó độc lập hoàn toàn. Và như vậy chúng ta thấy là filter có khả năng là gì, plug in plug out, tức là chúng ta có thể đưa một cái filter vào, chúng ta cũng có thể rút một cái filter ra. Rất là dễ dàng. Và tính bảo trì của nó sẽ trở nên cao hơn rất là nhiều. Vì thế khi chúng ta tạo ra filter thì chúng ta sẽ thực hiện một cái interface là filter. Hiện tại ở trong cái servlet nó cung cấp cho chúng ta 3 interface. Cái API của filter nó có 3 interface. Đó là filter, filter chain. Thì thường thì chúng ta sẽ override, thực thi và override các phương thức của filter, đó là init, destroy và do filter. Còn hai cái interface kia nó sẽ tạo ra object và nó nằm ở trong cái do filter này để gọi. Chứ chúng ta không thực thi cái HTTP servlet mà chúng ta thực thi interface filter. Vậy thì cái servlet container nó kích hoạt filter như thế nào? Thì các bạn nhìn là hình dung ở đây. Cái trường hợp này là chúng ta không có filter. Hình thứ nhất là không có filter. Thì từ cái nền gọi đến một cái web listener thì servlet container sẽ chuyển cái request đến servlet, servlet phản hồi lại. Đó. Thế còn bây giờ có filter vào đây thì từ cái nền gọi đến cái web container thì nó gửi request, request qua cái filter thứ nhất, qua filter thứ hai, qua đến filter thứ n rồi đến servlet. Servlet xử lý xong nó lại trả lại lần lượt qua các cái filter đấy để về container. Như vậy chúng ta có thể rút một filter ra hoặc là put thêm một filter vào, hoàn toàn chúng ta có thể làm được cái này. Ví dụ như filter này để gì, check quyền, authorize quyền, filter này check về gì, permission, filter này check về validation, một filter nữa để lock, lại kiểu như thế. Thì đấy là cái ý nghĩa của filter. Mọi người nhìn hình này mọi người hiểu ngay được filter nó làm cái gì, đóng vai trò gì chứ? Hình dung không nhỉ? Các bạn hình dung không? Như vậy là gì? Cái filter nó forward or include thì nó có hai cái là filter forward and include. Thì cái này nó sẽ sử dụng kết hợp cùng với lại cái thằng servlet nhé. Thì cái demo thì sẽ. Thì bây giờ thầy sẽ demo một cái ví dụ về filter nhé. Để chúng ta tạo ra một project. Các bạn tạo thành một project web. Demo về filter.
Được chưa? Rồi. Bây giờ giả dụ thì làm đơn giản thôi, chúng ta tạo ra một cái GSP. Một cái example GSP. Thì thế làm đơn giản là chúng ta có một cái form để nhập vào hai số, hay là chúng ta nhập vào một cái username và password đi, tạo ra một form methods action chúng ta sẽ chuyển đến một cái servlet login servlet. Ở đây thầy đưa vào đây một cái user name, input hai bằng text name bằng name. Và một cái đô la để nó hiển thị ra cái message, lộn error message, user message. Error thì thầy sẽ làm tương tự, đây là password. Ví dụ input password message. Password message input bằng submit bằng login. Đơn giản thế này thôi. Và bây giờ thì tạo thêm một cái servlet. Tạo một cái servlet. Là login servlet. Là gì? 21 sample. Tạo login servlet. Khi đến server này chúng ta sẽ nhận được cái username và password đấy bằng request parameter username in pass bằng chấm parameter password. Password. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng giả sử thôi, bây giờ thì đặt giả sử thôi, là cái username của username mình yêu cầu tối thiểu là
5 ký tự. Đấy. Username 5 ký tự. Password tối thiểu là cũng 5 ký tự. Ví dụ như thế. Thì chúng ta hiểu rằng là những cái đó chúng ta không cần phải phải xử lý ở trong cái servlet này. Mà trong servlet này của chúng ta có nghĩa là gì? Khi user và path đến đây là nó đảm bảo được về mặt format đấy rồi. Và lúc này chúng ta chỉ cần xử lý xem nó có đúng hay sai thôi. Thì là lúc này chúng ta check nếu giả sử user equal admin 5 ký tự. Ta password as equal ví dụ 1 2 3 4 5. Thì mình ghi ra thông báo rằng là đăng nhập thành công. Accept. Login success. Và password này. Thì chúng ta hiểu đây là login success. Còn ngược lại thì chúng ta bắn ra một cái gọi là login fail. Giờ thế thì bây giờ chúng ta hình dung ra này, trước khi mà chuyển đến server này thì mình phải hiểu rằng là mình phải xử lý được rằng là cái giá trị chuyển vào đây chắc chắn là đúng về định dạng rồi, tức là tối thiểu 5 ký tự. Đấy, chỉ còn việc là nó đúng hay sai thôi. Vậy thì từ đây chúng ta khi chuyển sang servlet, đây sang login servlet, thì chúng ta cần tạo ra một cái filter. Filter này nó sẽ nằm ở giữa cái GSP này với lại cái servlet. Có nghĩa là gì? Khi cái thằng GSP này gọi đến servlet thì kiểu gì nó cũng phải qua cái filter cái trước. Qua cái filter cái trước. Đúng không? Giống như là muốn đến tán con gái của ông bà ấy thì phải làm sao? Phải qua cái cửa ải là gì? Ông bà đồng ý đã đúng không? Thì tán gái bao giờ chưa? Hả? Vinh? Chưa. Chưa. Chưa gặp phụ huynh bao giờ? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta tạo ra cái filter này. Thì để tạo ra filter các bạn chọn new, chọn other. Và lúc này các bạn chọn filter. Filter. Filter là interface. Và khi chúng ta tạo bằng cách này thì nó sẽ tạo ra một cái filter. Ví dụ ở đây thì sẽ sử dụng đây là validate filter. Giả sử thầy cũng để vào trong cái package đấy, cùng package. Validate filter. À. Chúng ta chọn next. Chúng ta add vào trong web HTML. Và các bạn chú ý ở đây, cái filter này có thể filter cho tất cả các trang.
cho tất cả các servlet nếu chúng ta để là sược sao. Nhưng nếu chúng ta chỉ muốn validate cho cái login servlet thì chúng ta có thể chọn edit. Và các bạn chọn xuống là chọn login servlet thôi. Ok. Có nghĩa là gì? Cái filter này chỉ dùng cho cái login servlet. Có nghĩa là hoàn toàn các bạn có thể đưa vào một cái pattern để validate cho nhiều nhiều cái servlet nhé. Đấy, và finish. Thì lúc này các bạn thấy ở trong cái WebXML của chúng ta, nó tạo cho chúng ta một cái filter có tên là validate filter, trở đến cái class filter này. Và trong filter mapping thì nó chỉ đến cái servlet name, login filter, login servlet. Login servlet đây là cái này. Có nghĩa là bây giờ chúng ta gõ sược login servlet thì bao giờ nó cũng qua cái filter này rồi nó mới vào đến cái servlet. Đó. Vậy bây giờ ở trong filter này các bạn nhìn thấy nó tạo ra được là có 3 hàm. Một là do before, hai là do after và ba là do filter. Do filter. Do before là chúng ta viết những cái tiền xử lý trước. Và sau khi mà thực hiện do before xong thì nó sẽ chuyển sang cái servlet bằng cách gọi hàm do filter. Gọi hàm do filter này nó thông qua một cái gọi là filter chain. Cái filter chain này nó nắm giữ toàn bộ cái chuỗi filter. Và như vậy khi chúng ta thực hiện do filter là nó sẽ chuyển sang cái resource tiếp theo. Tức là trong trường hợp này nó chuyển đến cái servlet. Còn nếu như mà nó có 2 3 filter thì nó sẽ có thể chuyển đến cái filter tiếp theo. Chuyển đến cái filter tiếp theo. Đấy, và sau khi do filter xong thì nó lại gọi đến cái do after processing. Thì ví dụ ở đây giả sử thầy sẽ viết trước là tại chỗ filter này do before. Tại chỗ before này chúng ta có thể lấy ra cái username và pass thông qua cái request, mà bởi vì nó vẫn là dùng request nhé. Ta lấy username và pass. Và lúc này chúng ta check. Chúng ta check. Chúng ta check. Hãy lấy ra username và pass. Thì lúc này chúng ta sẽ check. Chúng ta kiểm tra. Giả sử chúng ta có một biến check. Và chúng ta kiểm tra. Nếu user chấm em mà nhỏ hơn 5 hoặc pass chấm len mà nhỏ hơn 5. Nếu cả hai cái này cùng nhỏ hơn 5 hoặc chỉ cần một trong hai cái nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ tạo ra một cái attribute. Thế thì chúng ta phải check đi. Check trước đã. Nếu cái này mà nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ request chấm set attribute là bên này của chúng ta đang để là user message. Để sẽ set vào đây là user message, có nghĩa là username not correct. Not correct. Đó. Chỗ này nhỏ lắm. Thế thì chúng ta nếu cái này và cái này đi và đi user chấm len nhỏ 5
thì mình sẽ tiếp thêm một cái nữa, request chấm pass message. Để pass 7-5 như thế. À? Pass. Pass 7-5. Password. Đúng không? Nếu cả hai cái thì chúng ta set cả hai cái. Còn ngược lại, else if. Chỉ có cái này thôi. Chỉ có thằng này thôi. Vì mình chỉ set cái trên này thôi. Đấy, else if pass. Đấy, nhỏ 5 thôi thì chúng ta chỉ xét cái pass này thôi. Đấy, ngược lại à, tất cả các cái đấy, tất cả các cái này sau đó chúng ta sẽ làm cái request dispatcher ấy. Request chấm get request dispatcher. Quay trở lại cái example chấm csp forward. Cả ba cái trường hợp này đều quay trở lại đấy. Ba trường hợp này được qua lại đây. Thế còn nếu nó không nằm trong ba trường hợp này thì nó không quay lại, không request lại, mà nó tiếp tục thì nó sẽ đến cái thằng gì, thằng do filter. Đây, nó tiếp tục thì hết cái này thì nó sẽ đến cái thằng do filter này. Thằng do filter này chuyển sang servlet nhé. Có trường hợp nào nó bị ở đây thì từ filter này mình quay lại luôn, mình quay lại luôn mà chẳng cần phải đến cái servlet nữa. Ví dụ như vậy. Bây giờ thầy chạy thử. Example.csp. Thì giả sử thầy đưa vào đây là admin 1, 2, 3, 4, 5. Admin thì succeed, đúng không? Nếu mà admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 admin fail. Nếu admin là 1, 2, 3, 4, tức là số cái khẩu chiều dài của nó có 4 thôi, không được 5, thì các bạn thấy nó quay trở lại đây, nó bảo password not correct, tức là nó chưa chuyển sang cái subnet. Nếu admin admin 1, 2, 3 thì các bạn thấy nó báo username not correct. Còn nếu cả hai cái đều nhỏ 5 thì admin 1, 2, 3 cả hai cái cùng nhỏ 5. Các bạn hiểu chưa? Rồi ạ. Như vậy là cái filter này nó đã được xử lý trước, xử lý trước khi mà chuyển sang servlet. Đó. Như vậy giả sử một cái tình huống khác nữa là bây giờ tôi làm một cái filter này là để check quyền đăng nhập. Tức là khi mà vào filter này check anh có quyền hay không rồi mới được đến vào đến cái chức năng tiếp theo. Thì chúng ta hoàn toàn có thể viết được, đúng không? Mọi người hiểu ý không? Đấy, thì cái vai trò của filter ở đây nó làm rất là tốt mấy cái việc đấy nhá. Chúng ta có thể làm được thêm một cái filter nữa không? Lồng hai cái filter vào được không? Lồng hai cái filter vào được không? Thì ví dụ bây giờ
thầy tạo ra một cái filter nữa, filter này là validate. Bây giờ thầy tạo thêm một cái filter là đăng nhập. Tạo một cái filter là đăng nhập. Là login filter. Login filter. Thì cái filter này này. Cái login filter này nó sẽ xử lý cũng đến cái servlet này. Ok. Thì như vậy là gì? Cái login filter này nó sẽ xử lý. Chúng ta phải move up, tức là validate xong rồi mới đến login. Và khi này các bạn nhìn thấy ở trong web, nó tạo ra một cái filter là login filter. Những cái mapping của login filter đây, nó cũng đến như vậy. Và login servlet. Và nó có một cái, đây là servlet, okay. Login. Đấy. Thì khi chúng ta đưa vào đây nhìn theo thứ tự thì nó sẽ validate trước, sau rồi mới đến cái login. Sau đấy login. Vậy bây giờ này, ở trong cái login này thì sẽ copy của cái phần login servlet này. Đấy, cũng lấy hai cái này. Login filter. Cũng làm ở trong phần before này nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ thực hiện check nếu bằng admin. Nó không out gì ra cả. Nếu như user và password bằng admin thì chúng ta sẽ làm bình thường. Đấy, chuyển sang. Nhưng nếu mà khác, nếu user equal admin khác hoặc password khác mà đi, chúng ta không cần eo, thì chúng ta quay trở lại về cái trang này và có một cái message là đăng nhập không thành công. Ví dụ thầy đưa vào đây một cái message login message. Đó. Thầy làm cái tự như vậy. Đó. Đó là login message. Vấn đề ở đây là user name or password, đúng không? It's not correct. Not exit. Không tồn tại. Và chúng ta forward lại cái này. Thế còn khi nó đã đến đây thì chắc chắn là đăng nhập thành công rồi, đúng không? Lúc này chúng ta không cần phải cái fail này nữa. Có nghĩa là khi nó chuyển được sang cái này đã đăng nhập thành công rồi, login success, và chúng ta xử lý cái gì đó. Vậy cái phần xử lý login nó làm ở login filter này. Nếu mà sai cái nó phải chuyển sang cái lỗi ngay, hoặc là chúng ta có thể chuyển sang trong lỗi. Ví dụ, giả sử chúng ta chuyển sang trang lỗi đi, index này chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Ăn 1. Login. Fail. Đấy. Và có một cái trẻ A. HRF. Đã chuyển về. Example.csp. Login. Đó, quay trở lại cái login. Thế còn nếu như mà như vậy thì ở chỗ này, chỗ cái
Cái filter này tôi sẽ chuyển ở đây là về gì? Index HTML. Thực ra nếu mà chuyển index này chúng ta cũng chả cần phải forward, đúng không? Mà nó có một cái là redirect response. Xem redirect. À, trong cái response HTTP thì nó mới có. Trong HTTP thì nó mới có. Trong cái này không có. Trong HTTP subnet thì nó mới có. Còn cái này đó là subnet không thì nó mới có. Thôi đành chúng ta ghép vậy. Index.html. Thế lúc này chúng ta chạy. Ví dụ các bạn thấy đây login này. Để nhập vào username là admin 1 password 1 2 3 4 5 6. Như vậy là gì? Về cái validate là nó ok. Nhưng khi vào login thì nó kiểm tra không tồn tại thì nó quay về login fail. Đó. Còn nếu mà chúng ta làm đúng admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó đã qua filter thứ nhất, 2, 4, 5 qua filter thứ nhất rồi đến filter thứ hai nó ok và nó chuyển sang cái select. Như vậy nó có qua hai tầng filter chưa? Em hiểu ý không? Hiểu. Vậy thì hoàn toàn mình có thể xây dựng ra các cái dự án mà mình tạo ra các filter trước khi nó vào các cái select để mình check hay mình lock lại thông tin nhé. Thì đấy là cái ví dụ về filter, mọi người đã nắm được chưa, hiểu được chưa, hiểu được mục đích của filter chưa và cách làm chưa? Đúng ạ. Ok, để tạm dừng ở đây nhé. Thầy áp luôn.